Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Today's episode will be presented in English and Chinese with subtitles in Arabic, Awlaxis, also known as Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Croatian, Czech, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, and Thai. Najgorętsze pozdrowienia, pokojowi widzowie. Jestem Jerzy z Łodzi, w fascynującej Polsce. Z mieszanką starodawnych miast, naturalnych krajobrazów, Polska stała się jednym z ulubionych celów podróży dla turystów. Kraj szczyci się 22 parkami narodowymi, około 1200 rezerwatami przyrody, ponad 100 parkami krajobrazowymi oraz 400 obszarami chronionymi. Obecna stolica, Warszawa, nadal zachowuje historyczne ulice, kościoły i budynki. Mottem miasta jest Contemnit Persels, co znaczy zawsze niezwyciężona. Warszawskie Stare Miasto znajduje się obecnie na liście Światowego Dziedzictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw nauki, kultury i edukacji. Z wysoko rozwiniętą kulturą Polska szczyci się też utalentowanymi laureatami Nagrody Nobla w literaturze, w tym pisarzami Wisławą Szymborską, Henrykiem Sienkiewiczem, Władysławem Reymontem i poetą Czesławem Miłoszem. Kwintesencja polskiego wpływu na muzykę została uwieczniona w pracach sławnego na całym świecie kompozytora Fryderyka Chopina, rodowitego Polaka. Polska jest także miejscem urodzenia jednego z najbardziej ukochanych przywódców religijnych, jego świątobliwości zmarłego papieża świętego Jana Pawła II. Z radością przedstawiamy Wam zachwycająco malowniczą Polskę. Modlimy się do nieba, aby obdarzyło Was i Waszych bliskich błogosławieństwami. Od ponad 30 lat najwyższa mistrzyni Ching Hai rozświetla nasz świat swoimi niebiańskimi naukami. Jako mistrz w pełni oświecony przekazuje ona metodę medytacji Kuan Yin tym, którzy pragną natychmiast odnaleźć boską naturę wewnątrz i osiągnąć w ciągu jednego życia wieczne wyzwolenie z cyklu transmigracji. Metodą Kuan Yin praktykowali wszyscy oświeceni mistrzowie, tacy jak Budda, Jezus Chrystus, prorok Mahomet, niech pokój będzie z nim, i Guru Nanak. Podkreśla, że jeśli zawsze pamiętamy o Bogu, świadczymy bezinteresowną pomoc innym i przestrzegamy praw tego wszechświata, to osiągniemy najwyższy ludzki potencjał i naprawdę zrozumiemy swój cel na ziemi. Najwyższa mistrzyni Ching Hai jest niezwykłym, żyjącym przykładem współczucia
regularnie przesyłając materialną i finansową pomoc, jak również miłość uchodźcom, bezdomnym, ofiarom klęsk żywiołowych oraz innym potrzebującym pomocy. W roku 2006 otrzymała pokojową nagrodę Gusi, uznawaną za pokojową nagrodę Nobla Wschodu i została uhonorowana w przeciągu lat licznymi innymi nagrodami i wyróżnieniami za jej wybitną filantropię i pomoc humanitarną. Jako prawdziwy głos dla naszych pięknych przyjaciół zwierząt promuje ona pokojową i kochającą dietę roślinną oraz wyobraża sobie wraz z przebudzeniem ludzkości do świętości wszelkiego życia spokojny i chwalebny w pełni wegański świat, gdzie zwierzęta i ludzie żyją w błogiej harmonii. Jej inicjatywy rozpowszechniania wegańskiego trendu są zróżnicowane i obejmują dystrybucję ulotek, alternatywne życie, międzynarodową sieć wegańskich restauracji Loving Hut, Supreme Master Television, jak również regularne przemowy do wpływowych rządów i szefów mediów oraz uczestnictwo w telewizyjnych konferencjach na temat zmian klimatycznych, czy jesteśmy ich świadomi, czy nie. Jej wysiłki mają niezmiernie wielki wpływ na globalną świadomość przyjaznego zwierzętom stylu życia oraz tego, jak ten życzliwy sposób bycia może przynieść trwały pokój pomiędzy narodami, tym samym ratując naszą planetę przed zmianami klimatu. Przez lata najwyższa mistrzyni Ching Hai podróżowała po całym świecie, od obu Ameryk po Afrykę, od Europy po Oceanie, odbywając setki rozmów z publicznością i swoimi uczniami na różnego rodzaju duchowe tematy. Dzisiaj jesteśmy błogosławieni, przedstawiając jeden z wnikliwych wykładów zatytułowany Bądź zawsze świadom swego połączenia z Bogiem, część 6 z 6 między mistrzem a uczniami. Wykład udzielony w języku angielskim i języku chińskim 12 i 13 sierpnia 2013 roku we Francji. Chiều con nghe sư phụ nói là lực lượng ở trên thiên đàng đó bây giờ tràn đầy hết, tại vì sư phụ ở đây. Nếu mà mình cầu nguyện về hòa bình hoặc là về tình thương hoặc là về hóa giải nghiệp chướng đều được hết hả? Ừ, được hết. Dạ, cảm ơn sư phụ. Ý là nó dễ hơn hồi xưa. Dạ. Nhưng mà cũng tùy theo người cầu nữa, thấy chưa? Thí dụ như mà chị không có ăn cơm đạt được á, chị phải ăn cháo thôi. Nhưng mà ăn cơm thì không được, hiểu chưa? Thí dụ vậy đó. Còn bà kia thì bà mạnh hơn, bà ăn đồ thường thôi, hiểu không? Cái đó là tùy cái sự thành tâm của mình hay sao? Thành tâm và cái đẳng cấp của mình nữa. Thí dụ con nít mình cho nó ăn đồ bổ không được, nó chỉ uống sữa thôi, hiểu rồi, ok? Cái đẳng cấp của mình càng cao thì mình càng dùng được cái lực lượng nhiều của vũ trụ. Mặc dù là sư phụ đem xuống là cho tất cả mọi người bình đẳng hết á, nhưng mà người thì đi trước, người đi sau, người đi chậm, người đi mau, người lớn, người nhỏ, hay chưa? Ok, chứ không phải phân biệt đâu nha. Ví dụ con nít mình bắt nó tham quá, nó lấy 50 kg gạo, nó đâu có lấy gì được. cho thì cho hết á, anh không lấy được bao nhiêu lấy, mà con nít nó thấy sao được, thì nó chỉ lấy 5 kg thôi. Ví dụ vậy đó, ok hả? 5 kg có hơn không? Cũng ăn được mấy bữa nữa. Ok, còn gì nữa không? Dạ, sao ngậm hết trơn vậy? Sợ tôi hả? Tôi dữ quá sợ ha. Bác Hải mà không dữ sao được? Bác Hải thì phải sợ chứ hả? Đồng chí sợ bác Hải chứ hả? Nó giận trời á, tôi hiền lắm. Hiền cô à? Nếu mà dữ quá ai tắm ai mà chạy lặn lội qua thăm từ tàu từ Mỹ từ ba Tây ba Đông gì đó, hiểu chưa?
Mông Cổ gì lung tung, phải không? Hiền đó mới qua thăm chứ dữ ai người ta đi thăm, phải không? Phải không? Phải không? Nhiều khi người thấy bên ngoài hiền nhưng mà bên trong dữ lắm. Có nhiều người thấy bên ngoài la la vậy mà bên trong rất hiền, rất thương 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 người. Dạ, con thấy sư phụ kính nể quá, thành ra người ta mới sợ vậy thôi. Kính nể hả? Dạ. Sư phụ kính nể quý vị hả? Đáng kính nể quá. Đáng nể quá hả? Thành ra sư phụ phát ra cái từ trường ai cũng cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi? Sợ hãi mà tôi ngồi gần đây cười giống sùm vậy. Nhưng mà trong cái sợ hãi đó có cái tình thương bao dây sư phụ. Nói giờ anh chơi chứ sợ gì tôi hả? Đâu có ai sợ đâu. Hỏi mấy người assistant có ai sợ tôi đâu. Đâu có sợ đâu à. Nó tôi sợ nó chứ. Ok. Còn ai nữa? Ai sợ nữa thì nói hết đi cho nó hết sợ. Nó sao? Ngắm sư phụ nữa. Ngắm. Ok, đứng đây cho ngắm. Đứng lên thì thấy dễ ha. Dễ thấy. Ngày một bữa nay việc ngắm ít quá ha. Kỳ trước ngồi đây ngập hết á. Rồi con phải ngồi bên ngoài nữa. Nhóm trước á. Mấy nhóm trước cũng đồng lắm. Kỳ này quý vị hồ hởi quá trời. Nói là chính phủ dễ dãi à. Đi không hỏi ai gì, cứ cho đi liền. Hồi xưa khó khăn, bây giờ rất là dễ. Tức là toàn Việt Nam không á, ở Việt Nam từ bên Âu Lạc qua á, chứ không phải lại cần nhiều quý vị đâu. Mà Việt Nam qua một lần mà mấy trăm người. Wow. Tàu bây giờ cũng vậy nữa, đi qua một lần là mấy trăm người. Mà không biết ngồi đâu cũng ngồi hết được à. À. Ngồi đâu mà đâu được cũng vô đó hết hả? Dạ. Không thấy chật chội gì hả? Dạ. Ban ngày ngồi đâu? Ngồi bên trong hả? Ngồi mỗi nơi luôn. Ngồi đâu? Thấy chỗ nào có trống là ngồi hả? Khỏi ngồi trên nhau hả? Nếu mà muốn ngồi trên thì kiếm người nào mập mập mới ngồi lên. Mấy người ốm mà ngồi đâu cũng được phải không? Càng đông càng tốt chứ. Hả? Càng đông càng tốt. Tốt cái gì? Tốt có lực lượng thêm. Nói là không có chỗ ngồi tốt. À, tốt nhưng mà không có chỗ ngồi tốt. Hả? À, chị Hai nghĩ ha, mai mốt ha, thí dụ đông quá ha, mình làm thêm một cái bục phim trên nè. Ha? Thì lớp ngồi dưới này chứ cũng đông. Mà đi vô phải khiêm nhường, thấy không? Bước xuống là khiêm nhường. Còn người trên kia cũng vậy nữa. Ha? Chứ không thôi đụng đầu, chưa? Còn nếu không nữa mà giản dị hóa vấn đề đó ha. Kinh tế mà. Tiết kiệm mà thì người này ngồi trên vai người kia. Có còn hơn không? Hả? Người nào mập ngồi dưới. Hả? Người nào ốm thì ngồi lên vai người kia. Hả? Còn nếu còn dư chỗ thì ngồi tầng thứ ba luôn. Vậy là mình khỏi xây nhà xây cửa mất công. Hả? Sư phụ tính rồi đó nha. Vì sao mà qua thì phải chuẩn bị tinh thần nha. Người nào mập thì là biết rồi phải ngồi đâu. Những bé mập bé béo là mình sắp hàng ở phía dưới hết, sẵn sàng. Còn mấy người kêu trèo lên. Nói vậy chứ về ai cũng sợ không dám ăn nữa. Không được, mình phải hy sinh chứ. Đây xin ăn cho mập lên rồi mình ngồi mình đỡ những người bên trên chứ. Người nào cũng ốm hết rồi làm sao ngồi chỗ nào ngồi. Không sao đâu. Có chuyện mà mấy người quý vị cứ nói sư phụ dòng sư phụ chút được rồi thì cứ ngồi trên vai nhau dòng được rồi. Ngồi trên vai dòng được mà phải không? Dạ. Mà mấy người ngồi trên cao dòng càng dễ nữa phải không? Tốt quá, vậy khỏi xây nhà xây cửa mất công. Tại vì mua lớn bao nhiêu cũng không đủ nha. Dạ. Âu Châu cũng khó mua mấy chỗ nào mà lớn lắm. Dạ. Lớn là tập hộp á. Chính phủ dễ dàng thì cũng đỡ, nếu mà nơi nào mà chính phủ khó khăn là cũng mệt lắm. Thấy chưa? Này phải hành chánh đâu nhiều lắm rồi mới được á. Thấy không? Phải làm giấy tờ nhiều lắm á. Dạ. Người ngoài nếu mà không có bạn có bè, không có gia đình nó khó sung sướng lắm. Ha? Dạ. Nếu mà hay là vợ bỏ chồng chê đó là thôi, wow. Thôi sợ. Bò đá. Bò đá không có dấu, không nghĩ là bò đá. Bò nó không có đá ai, chỉ mình đá nhau. Khổ vậy. Bò đá không đâu bằng người đá nha.
Bò đá không đâu bằng bò đá phải không? Biết vậy mà cứ nhào vô. Đường tình là đường chông gai đau khổ. Mà ai cũng nhào vô rồi complain. Nhào vô rồi khóc ôm sùm. Dậy về khóc với má rồi mới công nữa. Phải không? Hồi đó má cũng khóc với má của má rồi. Chị luôn khóc hoài với nhau vậy. Phải không? Rồi má biết làm sao? Phải không? Thì má cũng nói, má cũng biết vậy. Hồi đó má cũng như con. Chứ biết nói gì bây giờ hả? Thôi tu hành đi cho rồi hả? Bồ đá là tốt, thấy chưa? Bồ đá tức là mình tự do mà, mình không có bị ràng buộc nữa, mình bớt thì giờ đi. Hồi nãy chị Hai cũng nói rồi, nghĩa là có người bè bạn với nhau thì cũng tốt, cũng bớt cô đơn, nhưng mà nếu không có thì mình ngồi thiền nhiều. Mình lên cao bay vù vù hả? Bỏ ông ở lại. Chứ mà riết mất quen à. Anh chị Hai bây giờ ở một mình sướng quá. Không biết tại sao mấy người cứ nhào vô mấy cảnh khổ anh chị rồi la ông sùm. Tại vì có bạn đường thì cũng tốt, nhưng mà cũng phải chia sẻ thì giờ với ổng hay là với bà, không đâu phải mà có rồi bỏ đó, muốn hồi nào lại muốn đi đâu, phải không? Cũng mất thì giờ cũng phải bảo dưỡng cái tình thương á, cái quan hệ đó. Chứ đâu có phải mà có chồng hay là có vợ rồi cái sao cũng được đâu, không phải đâu, cũng phải ăn diện rồi chút phải không? Lâu lâu cũng phải đi cine rồi này kia ha, với nhau nấu cơm ăn chung với nhau rồi ngồi nói chuyện nhà cũng mất thì lắm ha. Mình một mình á thì bữa nay mình không có rảnh thì mình không có tắm nữa không sao. Có bồ có bạch rồi không tắm không được, phải không? Sợ nó hôi. Trời. Có một mình á thì bữa nay mình làm miếng nấu thì mình ăn miếng bánh mì xong. Hay là mình ăn cái gì đó mà còn dư ngày hôm qua đó xong. Này có chồng có vợ là phải nấu nướng đàng hoàng chứ sợ ông bỏ đi mất. Tại bà kia nấu ngon hơn là ông đi mất tiêu. Hiểu chưa? Khổ vậy đó, mất thì giờ đó. Chứ đâu mà cái gì nó cũng có cái giá tiền của nó, thấy không? Có giá cả. Thì người nào bỏ thì thôi, bỏ luôn. Ok. Khóc dài ba hàng nước mắt rồi thôi nha. Lau khô đi rồi đi ngồi thiền, hiểu chưa? Ngồi khóc hoài rồi khô hết mình mấy luôn thành cái cây. Cây khô. Ai đâu mà hơi nước mắt rồi tốn nước mắt rồi khóc mấy người kia, thấy không? Nhiều khi mình mất cái này mình có cái khác. Thường thường như vậy đó, nhiều khi thời gian đến là phải thay đổi. Cũng như ông Obama ông nói change, thấy không? Yes we can. Nhiều khi người ta bỏ mình đi không phải là chuyện xấu. Nhiều khi nghiệp chướng hết rồi, khỏe rồi chưa. Rồi nhiều khi cái ông nó bỏ đi, ông không tốt với mình, nhưng mai mốt tự nhiên cái ông nào khác tới tốt hơn, vui vẻ hơn ha. Đừng cầu nguyện gì cả, cái gì tự nhiên nó đến là đến. Ok ha. Tu hành là vấn đề rất quan trọng. Còn cái gì buồn bã đó chỉ là vấn đề tình cảm thôi. Mình biết thì buồn chứ không phải là gỗ đá gì mà không buồn. Nhưng mà buồn là ok, tao biết tao buồn rồi nhưng mà vẫn ngồi thiền. Hiểu rồi, ok. Chứ đừng có gắng gượng mà biểu nó tôi không buồn đâu. Tôi không có nghe đâu. Ê, muốn khóc thì khóc, muốn buồn buồn nhưng mà tới giờ phải ngồi thiền, hiểu chưa? Vậy thôi. Phần ai nấy làm, cái phần tình cảm của mình nó muốn khóc cho nó khóc, cái con tim mình nó muốn buồn cho nó buồn. Phần tôi đi là tôi thiền, hiểu chưa? Thiền hết rồi muốn khóc cứ vậy tiếp tiếp. Không có gì mà quan trọng và trở ngại cả. Không phải mình khóc nhiều mình buồn hay là không phải là cấm. Nhưng mà mình phải biết phân biệt nó ra, hiểu không? Cái này và cái kia. Món canh là khác, món mặn là khác, hiểu chưa? Món cơm là khác. Chứ đừng có nghĩ rằng ok, không có cái này là tôi chết. Chết đâu, không có canh thì ăn cái khác gì đâu chết, không? Không có cơm ăn bánh mì, chết không? Hot dog. Vegan hot dog. Ok hả? Còn hỏi gì quan trọng nữa không? Ở bên Âu Lạc á, đồng tu bển thiền giỏi lắm chứ bộ. Họ thường đi bế quan ở Mã Lai sư phụ. Chô, đi Mã Lai bế quan. Dạ, thiền qua tuần hoặc tháng luôn á, thiền suốt. Vậy hả? Suốt luôn, ngày đêm luôn. Suốt ngày. Mã Lai cái chỗ mà núi, tới núi trên núi không? Cái chỗ đó chị Hai mua đó. Mua lâu lắm rồi bây giờ nói mới nhớ lại á.
À, đúng rồi, chị hay mua cái hòn núi cái trên núi phải không? Ok. Ờ, à, bây giờ nói mới nhớ. Mà có cái tuyến nhà trì tâm linh gì đó. Cái tổng gì đó. Ok ok. Ok, vậy tốt quá. Ăn ít lắm đó sư phụ, ít hơn đây sư phụ cho ăn. Ăn như vậy để họ thiền giỏi đó sư phụ. Ăn vậy để họ thiền dễ đó. Để nó muốn ăn ít thì mai mốt tôi cắt bớt chứ. Mà ăn ăn như vậy đó dễ thiền đó sư phụ à. À, nó thiệt đó. Hồi trước thì thích ăn nhiều quá, đi qua đây cũng thích ăn không à. Ăn đi đi qua đây chỉ nói là bữa nay ăn gì rồi về nhà. Về nhà còn nói tiếp, ô bữa đó mấy tuần nay tôi ăn nhiều, ăn cái này cái kia. Không nói chuyện ăn không à. Hồi xưa cái đẳng cấp cũng hơi thấp lè tè rồi, ok. Thì ăn uống rồi ok, để cũng vui vẻ như nhau. Bây giờ thôi phải lo vấn đề tâm linh đi. Ăn hoài, ok. Muốn ăn về nhà ăn, phải không? Như vậy đỡ lắm rồi. Dạ. Ăn nhiều cái vô ngồi cái bụng còn đó à, ngồi ngủ còn chứ ngồi gì. Ngủ trên vai người khác còn cứ nằm dày hôm qua lại nằm bên kia không, nhiều khi nằm sắp hàng hôm nay nằm ba này nằm bên kia cứ nằm sắp hàng vậy. Ok, bữa kỳ này thấy ngồi thiền đỡ lắm á, à, ngồi thẳng cả đêm, nhiều khi cả đêm khuya sư phụ đi ngang qua thấy cũng vẫn ngồi như thường. Chưa có ai gục tới gục lui, cũng có một mớ nhưng mà ít lắm rồi đó. Hồi xưa trời ơi, người nào ngày nấy cũng ngáy khò khò luôn. À, còn nói gì nữa, nói lại lại nha, thì giờ rất là ít. Đó rồi ha. Dạ, nhờ sư phụ gia trì cho nên giờ ăn chay nhiều với lại thiền cũng dễ. Sư phụ, cảm ơn sư phụ nhiều. Ok, để tốt. Dạ, sư phụ bây giờ ngồi thiền rất là dễ hơn hồi xưa, dạ, nhẹ nhàng hơn. Dạ. À, rồi mình ra ngoài nói chuyện, người ta khuyên ta ăn chay cũng nhẹ nhàng hơn. Dạ. À, không có người phản đối nhiều. Ừ, họ nhiều khi không ăn nhưng mà họ không phản đối. Dạ. Nhưng mà từ từ, ăn chay nhiều lắm, dạ, từ từ họ nghỉ. Ha. À, mà bây giờ nếu mà người nào muốn ăn chay thì cũng nhờ lực lượng từ trên đem xuống đó, thì họ muốn ăn chay hồi xưa khó khăn bây giờ cũng rất là dễ dàng. Nếu họ muốn là được liền. À, còn những người bệnh hoạn này kia đó hồi xưa kêu hoài không được á, bây giờ cũng được. Ừ, dễ hơn. À, mình biểu nó mình biểu họ tu hành nữa họ cũng ok, dễ hơn hồi xưa lắm. Ok, người nào bây giờ muốn tu là dễ lắm, rất cái thời giờ bây giờ rất là dễ. Chỉ không muốn thôi chứ muốn là được liền đó. Người ngoài đó nha. À, mình bây giờ mình muốn tiến bộ cũng lẹ lắm á. I'm very happy for you. Ok, thôi chị hai phải đi nha. Cảm ơn quý vị. Tại vì những người Việt Nam ở đâu lạc qua thì chị hai cũng hơi nung chiều một chút á. Còn quý vị bên Mỹ thôi Úc muốn qua đây hồi nào cũng dễ mà. Hiểu chưa? Yeah. Bên đó đồ ăn thiếu gì, yeah, đó không? Yeah. Những người Âu Lạc mà qua từ Âu Lạc qua đó, họ đem về cấp cũng một ít để chia nhau, hiểu không? Yeah. À, mỗi lần mà nhóm nào qua chị hai cũng cho thêm 2-3 giỏ, yeah, để về chia cho mấy xã. Về chia cho con ông cháu cha bên đó cũng muốn nữa. Đấy. Nhiều khi con ông cháu cha nó đi thiền về nhớ đem đồ gia trì cho. Chị chia cho tôi, à, không truyền tâm ấn, không ăn chay gì hết đó, nhưng mà cũng đòi chia kẹo giá trị. Con ông cháu cha đó, hiểu không? Chứ không phải con bà cháu nội đâu. Thế kiểu giá trị nó cũng đi tu hết. À, đó, chịu đó. À, bây giờ biết mình hiền mà đâu có gì đâu. À, bị nhiều khi hồi xưa chính phủ sợ. Thì mới mà, không? Ai biết cái gì tập hợp đông quá cũng ngán chứ hả? Dạ. À, rồi à, sau này biết rồi ha, không làm gì đâu. Mình hiền như cục đất mà. À, dạ. À, rồi hồi xưa với lại, hồi xưa chị hai cũng đi giúp cho tị nạn này kia đó. À, tôi thấy tôi thương người thôi, ai tôi cũng thương hết. Nha. Cũng vì con mỗi lần mà con thấy cảm thấy con yếu, con nói sư phụ cứu con nha. Con sư phụ con yếu đuối quá. Chứ đâu yếu đâu vậy chị, giỏi chứ. Thôi như yếu đuối quá, con nó mệt. Mà lốp nó cứ phỉnh mình nữa chứ. Mày theo mày đẹp như tiên. Ông lão ơi, con đâu có mau đẹp đâu. Dám dụ dỗ hả? Dám dụ dỗ đệ tử tôi hả? Con ghét cái con đó chứ. Ghét. Con làm vậy. Mà tự nhiên vậy. Ghét. Bung cái khăn ra. Bắt cái là vậy. Bắt cái là. Chạy mắt. Đóng mắt luôn. Rồi.
Hồi xưa Phật ngồi thiền bị ma tới là dụ dỗ đụng nha. Rồi Chúa Giêsu ngồi trong sa mạc nó cũng lại nó dụ đó. Rồi Chúa nói mày đi khuất mặt tao đi. Dạ đi sao. Chị Hà về đi. Kochani widzowie, doceniamy Wasze towarzystwo w dzisiejszym odcinku pod tytułem Bądź zawsze świadom swego połączenia z Bogiem. Część szósta z sześciu między mistrzem a uczniami. Zostańcie proszę z Supreme Master Television na kolejne pozytywne programy. Następnie w programie wybór pieśni Kabira, część pierwsza z dwóch w słowach mądrości. Abyście odnaleźli pokój w waszych sercach i uzdrowienie w waszej duszy. May you find peace in your heart and healing in your soul. For more details, please visit suprememastertv.com/BMD.